thủ lĩnh Wagner khẩn cầu Nga sau khi bị phục kích ở Mali. Báo Mỹ nói về giải pháp cưỡng bức có lợi cho Nga trong xung đột. Xuất hiện những động vật phương Nam tại thủ đô Moscow. Chuyên gia nhận định nguy cơ xung đột Israel-Hezbollah leo thang sau vụ tấn công cao nguyên Golan. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Ngày 29 tháng 7, kênh Telegram có liên hệ với lực lượng Wagner đã thừa nhận lực lượng này hứng tổn thất nặng nề trong một cuộc giao tranh ở Mali tuần trước. Wagner cho biết lực lượng này cùng với quân đội Mali đã giao tranh khốc liệt với liên minh của nhóm ly khai Torres và các nhóm thánh chiến suốt 5 ngày. Cùng ngày, phát ngôn viên cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine Andriy Yusov thừa nhận Kiev có liên quan đến các cuộc phục kích gây thương vong lớn cho Wagner ở Mali. Phiến quân Torres được cho là đã phục kích ở khu vực đoàn xe quân sự của Mali và Wagner đi qua. Một chuyên gia Tây Phi đã nói với tờ Newsweek rằng, để đáp trả, chính phủ Mali có thể sẽ tiến hành một cuộc đột kích lớn trong những ngày tới. Cũng trong ngày 29 tháng 7, kênh Telegram liên kết với Wagner là Voenkor Kotenok đã đưa ra tuyên bố rằng, cuộc phục kích diễn ra sau cuộc giao tranh dữ dội với phiến quân Torres và các thành viên của nhóm thanh chiến ZNIM. Bài đăng cho biết Wagner đã đẩy lùi chúng lúc đầu nhưng một cơn bão cát đã cho phép người Torres tập hợp lại và tăng cường các cuộc tấn công bằng vũ khí hạng nặng, máy bay không người lái và thiết bị nổ tự chế. Sau cuộc phục kích, một chỉ huy Wagner từng phục vụ trong đơn vị tấn công số 13 của nhóm lính nước ngoài đã nói với 208.000 người theo dõi mình trên Telegram rằng ông đã trực tiếp kêu gọi Moscow giúp đỡ. Bài đăng với biệt danh Rusik cho biết, điều này liên quan đến các đồng chí và quân nhân Nga của chúng tôi, những người đại diện cho lợi ích của Nga. Người quản lý kênh Telegram quân sự nổi tiếng Grayson Nikita Fedianin được cho là đã thiệt mạng vào một chiếc trực thăng Wagner Mi-24 bị bắn hạ trong cuộc phục kích. Ông Rusik nói, tôi chỉ yêu cầu Bộ Quốc phòng và Chính phủ của Tổ quốc giúp đỡ. Ông đã rời công ty nhưng cho biết ông sẽ chuẩn bị thuê một chiếc máy bay đến Mali để giúp đỡ những người của công ty. Chuyên gia về Tây Phi và là giảng viên cao cấp về chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Leeds Beckett ở Anh là Ole Yinka Azala cho biết cuộc tấn công này rất quan trọng và cho thấy năng lực ngày càng tăng của người Torres. Chuyên gia Azala cho biết có những cáo buộc chưa được xác nhận rằng người Torres hiện đang được quân đội Pháp hỗ trợ và họ đang xây dựng liên minh với các lực lượng có liên quan tới Al-Qaeda. Ông nói, điều này tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2012 với người Torres. Tôi cho rằng sẽ có những cuộc không kích lớn trong khu vực trong vài ngày tới với thương vong là dân thường. Ngoài việc đóng vai trò trong cuộc chiến ở Ukraine, Wagner còn cung cấp cho Điện Kremlin dấu ấn ở châu Phi, nơi mà Wagner được cho là sẽ bảo vệ các chính phủ khỏi các mối đe dọa đảo chính để đổi lấy quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên. Kênh Telegram độc lập Sirena cho biết, Wagner đã có mặt ở Mali từ năm 2021 khi một chính quyền quân sự lên nắm quyền ở nước này và nhóm này đã giúp duy trì quyền lực mặc dù chính quyền nước này tuyên bố họ là người hướng dẫn đào tạo quân đội. Báo cáo cũng cho biết cuộc phục kích vào cuối tuần có thể đã gây ra số thương vong cao nhất cho Wagner trong một cuộc giao tranh kể từ năm 2018 khi không quân Mỹ nổ súng vào nhóm này ở Syria. Wagner từng là một trong lực lượng then chốt trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ngoài tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, Wagner được cho là hoạt động ở ít nhất 8 quốc gia châu Phi, cung cấp các dịch vụ chiến đấu, bảo vệ cơ sở khai mỏ và đảm bảo an toàn cho các quan chức cấp cao. Đổi lại, Wagner được tham gia bảo vệ các mỏ kim cương, khu khai thác vàng và có thể hưởng lợi từ việc đó. Đây là lực lượng do ông trùm Yevgeny Prigozhin lập ra. Ông Prigozhin đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay xảy ra không lâu sau khi Wagner nổi loạn. Đưa lực lượng từ chiến trường Ukraine tiến về thủ đô Moscow hồi tháng 6 năm 2023. Mới đây, tờ Politico cho biết Mỹ có thể rút lại các đảm bảo quốc phòng dành cho các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nếu tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Theo báo Mỹ, nếu cựu Tổng thống và hiện là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới, Vương quốc Anh và các thành viên NATO khác ở châu Âu có thể phải đối mặt với một giải pháp cưỡng bức có lợi cho Nga. Hãng tin này lý giải, trong trường hợp ông Trump trở thành Tổng thống thứ 47, các cố vấn của ông có thể kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine để ngăn chặn Mỹ bị lôi kéo vào nếu Nga trả đũa các thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nếu khả năng này xảy ra, NATO sẽ bị chia rẽ và suy yếu đến mức một số đồng minh có thể ngừng hỗ trợ cho Ukraine để củng cố khả năng quốc phòng và đảm bảo an ninh cho chính mình.
Bài báo kết luận rằng cũng có một kịch bản trong đó các đồng minh NATO của Mỹ từ chối một thỏa thuận hòa bình và tiếp tục giúp đỡ Kiev. Điều này có thể thúc đẩy ông Trump rút lại các đảm bảo quốc phòng của Mỹ đối với các quốc gia này. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu tái đắc cử, ông có ý định đạt được giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ. Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng vấn đề này quá phức tạp để có thể giải quyết theo cách như vậy. Các nước phương Tây đã cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính lớn cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Điện Kremlin liên tục cảnh báo về việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, cho rằng điều này chỉ dẫn đến leo thang xung đột hơn nữa. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ước tính những gói viện trợ quân sự của khối dành cho Ukraine đã vượt quá 150 tỷ euro, tương đương 165 tỷ đô la Mỹ kể từ tháng 2 năm 2022. Các nước NATO đã huấn luyện hàng chục nghìn binh lính Ukraine và đang cung cấp thêm máy bay phản lực, xe tăng và xe bọc thép cho Ukraine khi nước này chuẩn bị cho một cuộc phản công. Ông Stoltenberg nhắc lại rằng tương lai Ukraine sẽ là thành viên của NATO nhưng không đưa ra mốc thời gian cho việc gia nhập. Ông cho biết điều này sẽ trở thành hiện thực theo thời gian và đảm bảo với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng liên minh sẽ đồng hành cùng Ukraine trong chặng đường dài để giúp nước này chuyển đổi vũ khí và thiết bị quân sự sang các tiêu chuẩn của NATO và đảm bảo khả năng tương tác đầy đủ với các đồng minh. Tuy nhiên, thực tế là trước những mối đe dọa từ một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như Nga, châu Âu chỉ cảm thấy an toàn khi cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu ông Trump duy trì cam kết của Mỹ với NATO. Điều này đã đưa đến một vấn đề khác, đó là ông Trump cho rằng các nước châu Âu nên hành động nhiều hơn để tự vệ, thể hiện qua chính câu nói của ông rằng ông sẽ khuyến khích Nga làm bất kỳ điều gì họ muốn với các thành viên NATO không đóng góp công bằng cho liên minh. Vì vậy, với việc ông Trump đắc cử, những cam kết đáng tin cậy về việc tăng chi tiêu quốc phòng sẽ phải là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào để tiếp tục ủng hộ Ukraine. Trong khi các cố vấn tương lai của ông Trump đồng ý với những lập luận như vậy, thì về nguyên tắc vẫn còn nghi vấn liệu các thành viên NATO có thể thực sự thực hiện được những gì các cố vấn của ông mong đợi hay không. Các đồng minh châu Âu nên chi 3-4% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, có rất ít triển vọng để các nhà cung cấp trang thiết bị quân sự quan trọng nhất cho Ukraine như Bỉ, Pháp, Đức và Anh sẽ dành 3% GDP cho quốc phòng trong tương lai gần. Mặc dù vậy, chi tiêu quốc phòng của các thành viên châu Âu trong NATO đã tăng lên ở mức 2,5% đối với Anh và một Ba Lan ngày càng mạnh về quân sự đang hướng tới mục tiêu 5% vào năm 2025. Vì vậy, có khả năng các đồng minh sẽ đưa ra một công thức thuyết phục các cố vấn của ông Trump rằng Washington không nên ép buộc Ukraine tiến hành một thỏa thuận hòa bình bất lợi và thay vào đó là để lại sự ủng hộ về mặt quân sự cho các nước châu Âu với một số điều kiện ràng buộc. Thời gian qua, tại thủ đô Moscow của Nga xuất hiện ngày càng nhiều các loài động vật đặc trưng của vùng ấm áp phương Nam. Các nhà khoa học giải thích hiện tượng này là do nhiệt độ trung bình tăng cao và cảnh báo những hậu quả có thể xảy ra đối với hệ sinh thái. Nhiệt độ tăng làm mở rộng phạm vi sống của các loài động vật và thực vật phía Nam. Còn loài côn trùng đặc trưng ở vùng ấm hơn, chẳng hạn như ong bắp cày khổng lồ, ngày càng được tìm thấy nhiều ở Moscow. Sứa nước ngọt đã xuất hiện trong các hồ của thành phố, mà điều kiện để xuất hiện loài sứa bơi này là nhiệt độ nước cao, trung bình khoảng 29 độ C. Đồng thời, các nhà khoa học lưu ý rằng sự xuất hiện của các loài mới đi kèm với sự biến mất của những loài khác. Những loài không chịu được nóng buộc phải di cư đến các khu vực phía Bắc. Ngoài ra, toàn cầu hóa và sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông làm gia tăng sự xâm nhập của các loài ngoại lai xâm hại. Sên Tây Ban Nha đã xuất hiện ở vùng Moscow, gây thiệt hại đáng kể cho ngành nông nghiệp. Các nhà khoa học cho rằng sự xuất hiện của những loài nhuyễn thể này là do nhiệt độ tăng cao và quá trình xử lý hàng hóa không đảm bảo vệ sinh. Các loài xâm lấn cũng có thể phá vỡ sự cân bằng của hệ sinh thái. Loài bướm đêm du nhập vào thành phố Sochi bên bờ Biển Đen gần như đã phá hủy những khu rừng hoàng dương còn sót lại ở đây. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu và sự lây lan của các loài xâm lấn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với đa dạng sinh học. Để ngăn chặn những hậu quả tiêu cực, cần thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường kiểm soát việc di chuyển hàng hóa và động vật.
Đối với Nga, biến đổi khí hậu là một vấn đề cấp bách. Tốc độ tăng nhiệt độ tại Nga nhanh gấp 2,5 lần mức trung bình của thế giới. Giám đốc khoa học của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga, ông Roman Vinfan cho biết, nhiệt độ trung bình ở nước này tăng 0,45 độ C trong 10 năm. Trong 30 năm qua, nhiệt độ vào tháng 1 ở Moscow đã tăng thêm 3 độ C, nhiệt độ trung bình tháng 7 tăng 1,5 độ C. Ông Vinfan cho biết, nếu khí hậu tiếp tục thay đổi với tốc độ này thì 60 năm nữa, khí hậu tại Moscow sẽ tương tự ở thành phố Krasnodar ở miền Nam. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ở Moscow sẽ không còn bão tuyết và sương giá nữa. Khi khí hậu ấm lên, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trở thành bình thường, nắng nóng bất thường sẽ được thay thế bằng những đợt sương giá chưa từng có. Hiện các nhà khoa học đã dự báo những khu vực đầu tiên trên trái đất không thích hợp cho sự sống do biến đổi khí hậu. Hãng tin CNN trích dẫn nghiên cứu từ Đại học Purdue, Mỹ cho biết, nắng nóng bất thường do biến đổi khí hậu tại Tây Phi và Nam Á sẽ khiến hai khu vực này có thể trở thành những khu vực nguy hiểm nhất đối với sự sống. Cuối tuần trước, Israel đã cáo buộc Hezbollah, nhóm vũ trang ở Liban, pháo kích trúng một sân bóng ở thị trấn Maidan Sam của người Druze, khiến nhiều người thiệt mạng. Trong khi Hezbollah phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công, Israel cho biết, nhóm này đã vượt qua làn danh đỏ và sẽ phải trả giá đắt cho vụ việc. Chuyên gia về Hezbollah thuộc nhóm nghiên cứu Atlantic Council, ông Nicholas Blanford nhận định, rõ ràng là quả đạn này là một sai lầm và Hezbollah không muốn nhắm vào người Druze, nhưng Hezbollah đã tấn công các vị trí của Israel cách thị trấn Maidan Sam khoảng 2,5 km. Vì vậy, có khả năng họ đã nhắm sai mục tiêu. Một câu hỏi được đặt ra là vậy cuộc tấn công vào cao nguyên Golan có ý nghĩa gì đối với khả năng leo thang giữa Hezbollah và Israel? Theo các nhà phân tích, Israel dường như đang sử dụng cuộc tấn công này để tập hợp sự ủng hộ trong nước và quốc tế trong một cuộc tấn công lớn vào Liban. Trên mạng xã hội chính thức của Israel, hình ảnh cờ Israel và cờ của người Druze đã được đăng tải với chú thích. Tất cả chúng ta đều là người Druze. Một bài đăng khác có nội dung, Hezbollah, Hamas và Houthi đã bắt người chưa trưởng thành làm con tin. Họ phóng tên lửa vào nhà dân, tất cả nhóm này đều thân Iran. Hezbollah, Hamas và Houthi đều được coi là các nhóm vũ trang thân Iran. Mặc dù được cho là một phần của trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn, nhưng mỗi nhóm đều phát triển từ các cuộc xung đột cụ thể trong bối cảnh tương ứng và có lợi ích riêng. Theo phương tiện truyền thông địa phương của Israel, sau vụ tấn công sân bóng ở thị trấn Maidan Sam, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoãn kế hoạch đưa 150 người chưa trưởng thành bị thương và bị bệnh ở Gaza đến điều trị y tế tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên mạng xã hội X, Tổ chức Bác sĩ vì Nhân quyền Israel gọi động thái này là tàn ác và nguy hiểm và cho rằng không nên lợi dụng cuộc tấn công ở Maidan Sam vì động cơ chính trị đen tối. Nhưng ngay cả khi Israel tiếp tục tàn phá Gaza, các nhà phân tích tin rằng họ sẽ cố gắng giảm thiểu thương vong cho dân thường bằng cuộc tấn công vào Liban vì lo sợ sẽ gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn không thể kiểm soát. Các tướng lĩnh quân đội hàng đầu của Israel ngày càng bất đồng quan điểm với Thủ tướng Netanyahu về cuộc chiến ở Gaza và cuộc xung đột với Hezbollah ở Liban. Tháng trước, người phát ngôn của quân đội Israel Daniel Hagari cho biết bất kỳ ai nghĩ rằng Tel Aviv có thể loại bỏ Hamas đều sai lầm. Trong khi đó, ông Netanyahu từ lâu đã nói rằng mục tiêu của Israel ở Gaza là xóa sổ nhóm vũ trang này. Nhà phân tích cấp cao về Israel-Palestine của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, bà Mayrab Jonzen cho biết, tiến hành một cuộc chiến toàn diện chống lại Hezbollah, lực lượng mà nhiều chuyên gia coi là đối thủ khó khăn nhất của Israel trong khu vực là một nhiệm vụ thậm chí còn khó khăn hơn. Bà nói, tôi nghĩ rằng, nhìn chung, người Israel tin rằng, đến một lúc nào đó, Israel và Hezbollah sẽ có một cuộc chiến lớn. Nhưng câu hỏi đặt ra là khi nào, như thế nào và trong điều kiện nào? Hầu hết người Israel tin rằng bây giờ không phải là lúc. Quân đội Israel đang phải vật lộn để tập hợp đủ binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến ở Gaza. Nhiều quân dự bị không báo cáo nhiệm vụ trong khi Israel cũng ghi nhận tình trạng thiếu hụt thiết bị quân sự và đạn dược. Trong khi đó, Mỹ đã ra tín hiệu rằng họ không muốn chứng kiến một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Nhà phân tích Johnson cho rằng, ông Netanyahu hay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant, người có thể có nhiều ảnh hưởng hơn đến quyết định tham chiến, không muốn tiến hành cuộc chiến toàn diện. Nhưng bà cho biết, nếu Israel nghĩ rằng họ có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Liban mà không gây ra sự leo thang đáng kể, thì họ có thể đang đánh giá thấp rủi ro. Bà Johnson nhận định, toàn bộ tình hình này là một vấn đề và điều hợp lý nhất là đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin ở Gaza. Điều này sẽ ngay lập tức làm giảm căng thẳng ở biên giới Israel với Liban ở phía Bắc.
ông Blanford cho rằng Hezbollah có thể sẽ kiềm chế trước một cuộc tấn công lớn của Israel nhưng sẽ nhắm tới việc đáp trả tương xứng. Ông lưu ý quan điểm của Hezbollah, họ không làm gì sai khiến tình hình leo thang và phản ứng của họ sẽ phụ thuộc vào cuộc tấn công của Israel. Vị chuyên gia này nhận định rằng Israel có thể nhắm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah hoặc thậm chí tấn công Dahiya, vùng ngoại ô của Beirut và là thành trì của Hezbollah. Ông nói, nếu Israel tấn công Dahiya, tôi sẽ không ngạc nhiên khi Hezbollah đáp trả bằng một hoặc hai tên lửa nhắm vào thành phố Israel, chẳng hạn Haifa. Nhưng phản ứng này sẽ tương xứng với mục tiêu chung là giảm bớt căng thẳng. Nhà khoa học chính trị tại Đại học Mỹ Liban, ông Imad Salameh nói thêm rằng chiến lược dài hạn của Hezbollah vẫn gắn liền với Gaza và lực lượng này khó có thể ký thỏa thuận ngừng bắn với Israel cho đến khi đạt được một giải pháp ở đó. Ông tin rằng Hezbollah có thể đã chuẩn bị cho kịch bản hậu xung đột bằng cách đồng ý tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc được thông qua sau cuộc chiến Israel-Hezbollah năm 2006 và kêu gọi thiết lập khu vực phi quân sự giữa ranh giới xanh và sông Litani. Trước đây, ranh giới xanh là ranh giới phân chia Liban với Israel và cao nguyên Golan. Trong khi đó, sông Litani là một con sông lớn chảy về phía nam hướng tới biên giới Liban-Israel. Ông Salameh bình luận, cả Hezbollah và Israel đều có khả năng tuyên bố chiến thắng trong bất kỳ thỏa thuận tiếp theo nào để duy trì sự ủng hộ trong nước và ngăn chặn sự leo thang hơn nữa. Mới đây, tờ Business Cook đưa tin, 3 tháng sau khi cuộc đua đấu thầu cung cấp pháo tự hành mới tại Anh, trong đó có tập đoàn Hanwha, bị khẩu RCH-155 của Đức đánh bại, Hàn Quốc đã công bố hệ thống pháo bánh lốp đầu tiên của họ. Dự án vũ khí mới, dựa trên những thành phần có sẵn, nó sử dụng mô đun tác chiến của pháo tự hành K9A2 đầy triển vọng và khung gầm bọc thép Doosan DST K239L 8X8 từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo. Giải pháp nói trên cung cấp một hệ thống pháo binh hoàn toàn tự động, được điều chỉnh để lắp đặt trên bất kỳ khung gầm xe bánh lốp nào có trọng tải phù hợp. Vũ khí này có kíp chiến đấu giảm xuống chỉ còn 2-3 người và tốc độ bắn cao lên tới 9 phát mỗi phút, tương ứng với đặc điểm của hệ thống nạp đạn tự động trên K9A2. Ưu điểm xuất khẩu chính của hệ thống mới là tầm bắn tối đa có thể đạt tới 70 km nhờ nòng pháo có chiều dài kỷ lục gấp 58 lần đường kính, L589m. Hiện tại không có hệ thống pháo binh sản xuất hàng loạt nào được trang bị pháo có chiều dài như vậy. Hồi tháng 3 năm nay, Mỹ đã hủy bỏ dự án ERCA đang phát triển, đó là hệ thống pháo XM1299 với nòng dài tương tự. Tuy nhiên, do nhận thấy nòng bị mài mòn quá mức sau khi bắn mà chương trình bị coi là không có triển vọng. Ấn phẩm Business Cook lưu ý rằng khi cạnh tranh với RCH-155, pháo tự hành của Hàn Quốc bị thua thiệt về khả năng cơ động bởi vì không giống như vũ khí của Đức, nó cần phải hạ càng trống mới tác xạ được. Vì lý do này, thời gian chuẩn bị cần thiết dự kiến sẽ lâu hơn. Công ty Hàn Quốc định vị sản phẩm đầy hứa hẹn của mình là một hệ thống vũ khí xuất khẩu nhằm làm hài lòng những khách hàng cần một loại pháo tự hành cơ động và rẻ tiền. Hanwha hiện đang sản xuất một loại pháo tự hành bánh xích khác rất thành công là K9 Thunder, đã được cung cấp cho Ba Lan, Na Uy, Estonia và Phần Lan. Ngoài ra, công ty gần đây đã đăng ký thỏa thuận với Romania về việc bán 5 tư khẩu. Một trong những lợi thế chính của vũ khí do Hanwha sản xuất là tốc độ bàn giao nhanh và tính linh hoạt của công ty Hàn Quốc khi sẵn sàng chuyển giao công nghệ. Năm 2023, trong thông điệp gửi nhân dân Kazakhstan, Tổng thống nước này là ông Kasym Jomart Tokayev đã trình bày kế hoạch chuyển đổi sang mô hình kinh tế mới, bao gồm việc tiếp tục giảm độc quyền và đa dạng hóa nền kinh tế. Tổng thống Tokayev nhấn mạnh việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế mới ưu tiên tính công bằng, hòa nhập và thực dụng. Trong năm 2023, nền kinh tế của Kazakhstan đã tăng trưởng 5,1% và GDP bình quân đầu người đã tăng từ 11.500 đô la Mỹ lên 13.300 đô la Mỹ. Kazakhstan đặc biệt chú trọng đến khả năng tự chủ về công nghiệp và kinh tế, đặc biệt là phát triển lĩnh vực sản xuất và đa dạng hóa nền kinh tế. Mục tiêu là giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và tạo ra các cụm công nghiệp hiệu quả cao trong các ngành khác nhau. Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ SME cũng là một nhiệm vụ ưu tiên. Các cải cách đã được triển khai để tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những cải cách này bao gồm việc loại bỏ các rào cản hành chính, đơn giản hóa luật thuế và cải thiện môi trường kinh doanh. Ngay từ năm 2023, các doanh nghiệp trẻ của Kazakhstan được cung cấp các khoản vay vi mô với lãi suất hàng năm là 2,5%.
với mục tiêu tạo việc làm cho hơn 3,3 triệu công dân vào năm 2029. Kazakhstan đang nỗ lực để tạo ra 450.000 việc làm mới, bao gồm 200.000 tương đương 44% cho thanh niên. Để tự do hóa luật lao động và phát triển các hình thức việc làm mới, chẳng hạn như làm việc từ xa, giờ làm việc linh hoạt và bán thời gian, các sửa đổi phù hợp đã được thực hiện từ giữa năm 2023. Trong giai đoạn 2022-2023, Kazakhstan đã thu hút được 41.300 tỷ đô la Mỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mục tiêu là thu hút 150 tỷ đô la Mỹ trong vòng 7 năm từ năm 2022 đến năm 2029. Kazakhstan đặt mục tiêu giảm nền kinh tế ngầm xuống còn 15% GDP vào năm 2025 để đạt mức của các nước OECD. Vào năm 2022, hoạt động kinh tế ngầm của đất nước chiếm khoảng 18,7% GDP, thấp hơn mục tiêu 19,9%. Kế hoạch hành động toàn diện để chống lại nền kinh tế ngầm giai đoạn 2023-2025 đã được cập nhật. Hiện nay, Kazakhstan đóng vai trò quan trọng như một mắt xích quan trọng trong giao thông trung chuyển giữa châu Á và châu Âu. Vận tải hàng hóa qua tuyến đường vận tải quốc tế xuyên Caspian, hành lang giữa, đã tăng lên 274,2 trăm tấn vào tháng 1 năm nay, tăng 147% so với thống kê tháng 1 năm 2023. Trong năm 2023, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua hành lang này đạt 2,76 triệu tấn, tăng 65% so với năm 2022. Mục tiêu là đạt công suất vận chuyển hàng năm lên 10 triệu tấn vào năm 2027.